Sếp Tôi ơi, đây. đã lên rồi. Mời sếp ăn thử món bỏng ngô em vừa làm. Không chết được đâu, nhìn lên thôi, ngon lắm. Được phết nhỉ? Thằng Được này tính ra, mà. nhưng mà mày làm như thế nào? Đấy, đồ ấy rất là đơn giản, chỉ có trên bàn thôi. Rồi. Đó, quan trọng là cái máy này, nhân vật chính đây. Ok, như topic của video đó là bọn mình giúp các bạn là làm nào để có một cái Valentine, sẽ có một cái thai thật tuyệt vời bên cạnh người yêu, đó là Netflix and chill. Thế thì các bạn biết rồi, con gái chấp nhận cái gì thủ công của con trai, mà đàn ông càng giam giang càng tốt. Người ta thích một người đàn ông mà không mặc gì, chỉ mỗi cái tạp dề ở trong bếp mà thôi. Đó là kiểu là vào bếp cùng Ờ fuckboy đấy. đấy. Và chúng ta sẽ xem hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với Hiếu Fuckboy. Và nếu vào những ngày lễ như này, sợ corona mà, chúng ta hãy nên lôi nhau về cùng nhau xem phim và thưởng thức. Ok, hôm nay sẽ cùng nhau xem là làm thế nào để tự làm bỏng ngô và sau đó là mua máy xem phim, mua máy chiếu phim về để coi nhá. Rồi, bắt đầu video nhà. Em cái này là cái gì? Đây là cái máy làm bỏng ngô sếp ạ. Ừ. Giá nó thì em search ở trên Lazada nhá. Nó sẽ có nhiều mức giá khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì nếu mà sale rẻ nhất khoảng tầm 200.000. Nói chung ăn tiền Lazada. Nếu các bạn muốn mua những cái món kiểu là máy làm bỏng ngô, những cái vật phẩm trong video này, truy cập ngay bên dưới mua nhá. Cơ hội ngàn năm có một đấy mọi người. Rồi. Đó, thì sếp có thể thấy là cái máy này nó rất là đơn giản. Nó chỉ có một cái thân máy ở bên dưới. Thân máy này thôi, nhìn nó như cái thùng rác ấy. Rồi, để đổ bỏng ngô vào, rồi đó là đổ vào mồm mình ấy. Hiểu. Đó, đây là cái nắp này. Ừ. Đó, nó giống một cái phễu ngược như này để khi mà bỏng ngô làm xong nó bắn ra. Phọt đây. Đúng rồi, phọt vào đấy. Còn okay. Vào đây là cái nắp để đong cái lượng bỏng ngô cho nó lại. À, cái thìa này để úp đúng không? Đúng rồi, úp thìa đấy. Đó các bạn phải mua đúng cái loại là pon con này nhá. Phải bắp nào thì cũng làm được thôi, nhưng mà cái bắp cua, bắp ma Mỹ riêng này này thì làm nó rất là chuẩn nhất. Rồi, ta đổ vào. Rồi thế thôi, đổ nhiều quá. Rồi. Và sẽ để lên đây đúng không? Đúng rồi sếp ạ. Rồi. Đó, cái này thì đã lật ngược rồi này. Trên cái máy này thì nó chỉ có duy nhất một nút thôi, bật và tắt. Và cái nguyên lý này thì làm nó cũng rất là đơn giản. Đó, chỉ là dùng nhiệt độ. Nhưng mà nó sẽ giống như những cái máy sấy ở chúng ta ở nhà ấy, nhưng mà nhiệt độ này nó rất là cao. Tuy nhiên thì cái máy này không chỉ làm được bắp rang đâu, mà cũng có thể rang được vừng, rang được gạo. Sếp có thích uống nước gạo rang không? Chưa uống. Nước gạo rang nó cũng kiểu đặc, nó màu ấy. À, cái đấy hay để nó mặt. đấy thì các bạn có thể làm những cái món khác với cái máy này luôn, cho nên là khá là tiện. Wait, oh, đấy. Fort là kìa. Coming. Come. CIA, come in alo. Ôi. Nhiều vãi, ôi quá. Đã quá, ôi. Hơi nhiều, hơi nặng, hơi nhanh. Hơi nặng, hơi nhanh. Giữ. Ôi, xin lỗi các bạn nhá. Thằng Hiếu này không có khả năng kiểm soát bản thân. Khổ ghê, nhưng mà hay đấy. Nhưng mà cái này có một điểm yếu là nó không cho được bơ với lại đường vào, thành ra là các bạn phải có một cái đồ đựng thủ công. Các bạn nên để vào một cái bát to ấy, tại vì các bạn để vào đây cái hũ nhựa này, mình để vào hũ nhựa nên là nó nhựa mà nó không chịu nhiệt độ cao nên là nó hơi bị móp và chảy một tí thôi. Nhưng mà hay. Mà ăn nó ngon đúng không sếp? Ừ. Ngon mà, châu Phi không có mình ăn. Mình đã nói rồi ấy, quan trọng ấy là con gái họ thích là những cái thứ người ta tự làm một thủ công. Chứ đúng là cái công sức làm cái này ấy. Chi phí này các bạn mua quách một cái ở trên mạng về nhờ. Nhưng mà quan trọng là người ta cảm nhận được tình yêu của các bạn. Các bạn sẵn sàng hành động kiểu về tình yêu, dễ dàng xoa dịu đi những cái vết thương của cô ấy hơn. Rồi, và bây giờ ta sẽ đến phần xem phim, cho cô ấy sử dụng một cái máy xem phim để coi nhé. Ok, như các bạn có thể thấy ở trên ý, là chúng mình đã giới thiệu cho các bạn đó là cái máy làm bỏng ngô rồi. Nhưng mà để hoàn thiện được cái set Netflix and Chill cho anh Vinh để xem phim vào cái ngày Valentine này với bồ của anh ấy thì không thể nào thiếu được đó là chiếc máy chiếu phim ở đây. Phương thấy cái máy chiếu phim nó như thế nào? Em thấy nó nhỏ ấy. Nhỏ đúng không? Em thấy có màu sắc này đẹp không? Được. Đấy, anh gọi đây là màu gọi là âm dương giao hòa ấy, rất là phù hợp với những cái hoạt động mà nam nữ với nhau ấy. Đó. Phương ơi, em có thích xem phim nhiều không? Tùy từng loại phim ạ. Tùy từng loại phim ạ. Vâng. Nếu mà bây giờ mà ở trong nhà xem chán ấy, anh có thể dẫn em ra rừng đi picnic xem được phim thì em có chịu không? Được ạ. Được đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Cái chiếc máy chiếu này nó nhỏ, nó gọn này thôi, và nó có thể là đem ra rừng mà vẫn có thể chiếu được cơ. Tại sao á? Tại vì chiếc máy chiếu này ngoài cái việc mà cắm dây trực tiếp vào ổ điện xoay chiều 220V của nhà chúng ta thì nó vẫn có thể hoạt động được nếu mà các bạn cắm cái cục pin sạc dự phòng, vẫn có thể hoạt động bình thường luôn. Ở rừng thì chiếu đến đâu? Ở rừng cứ nói chém thế, còn nó thích chiếu đâu là việc của nó chứ. Đó, bên trên là giá rồi, kích thước nhỏ gọn rồi, cái sự tiện dụng rồi. Thế còn Phương, em thấy chất lượng hình ảnh của nó như nào?
Em thấy nó hơi mờ mờ. Hơi mờ mờ. Vâng. Và cái màu sắc nó cũng cái độ sáng ấy. Độ sáng. Nó hơi hơi tối một tí. Hơi tối đúng không? Vâng. Thực ra ấy, là cái máy chiếu này độ sáng nó không được cao lắm. Đó, còn cái mờ mờ ấy thì công nhận là mình cũng, bản thân mình cũng công nhận là cái máy chiếu này độ phân giải nó chiếu ra cũng không được cao lắm đâu. Lúc đầu thì mình đọc quảng cáo là nó có thể hỗ trợ được 1080p, nhưng mà hóa ra ấy, nó là hỗ trợ chuẩn đọc vào cơ. Có khi mà xuất ra thì nó có thể xuất được chỉ là tối đa là 320p mà thôi. Cái độ phân giải này thì nó đúng là độ phân giải từ đời tống rồi, nhưng mà để mà trải nghiệm một cái bộ phim ở mức cơ bản đúng không, khi mà để gọi là trải nghiệm cái không khí của bộ phim thì vẫn là hoàn toàn ok. Đồng ý là chi tiết thứ nó không được quá sắc nét này, nhưng mà những cái chi tiết như là bạn em đọc sắp đúng không, nó vẫn đọc được mà đúng không. Mới đầu vào thì nhìn nó hơi răng cưa tí thôi, mà nhìn lúc sau là nó quen. Với cả Netflix chill mà, tí nữa đâu có xem vẫn quan đâu. Quan trọng là không khí đúng không? Đúng rồi, quan trọng là không khí thôi, tạo không khí. Ok. Ok, và bên trên là toàn bộ những điều mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc máy chiếu này. Nếu các bạn quan tâm đến máy chiếu này cũng như là cái máy làm bỏng ngô ở bên trên, thì bọn mình sẽ để cái link dẫn đến hai sản phẩm đấy ở bên dưới phần comment nhá. Anh em hãy săn ngay đi, tại vì mình nghĩ là combo này sẽ rất là hot và hết hàng rất là nhanh trong cái đợt Valentine này. Còn bây giờ thì mình và Phương sẽ phải quay lại với bộ phim này đây. Xin chào và hẹn gặp lại.